Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Hữu Trình Lộng Quyền, Chèn Ép Lê Chiêu Thống. Lại nói, uy quyền của Trình ngày càng to lớn. Hoàng thượng thấy thế cũng hơi ngờ Trình. Một hôm, Hoàng thượng đuổi hết tả hữu, rồi nói kín với hai viên nội hàn là Ngô Vi Quý và Lê Xuân Hợp rằng Trình tuy có công bảo vệ, nhưng dần già đã thấy hắn có vẻ muốn lấn lướt. Giá có thể chặn ngay lúc đầu, khiến hắn không thể cản rỡ được nữa, thì mới đúng với thuật nuôi chim ưng. Nếu để khi thế lực của hắn đã thành, thì hắn sẽ khó trị, e cũng giống như nuôi cọp để lo về sau. Vậy các người hãy nên tính hộ chậm. Bọn quý, hợp tàu, như lũ thần đã xem xét, thì chỉnh là hạng người ý nghĩ cực kỳ hiểm độc, bụng dạ quá ư tàn nhẫn, mưu mô hết sức sâu sắc, dối trá, lại rất đối khôn ngoan mà ứng biến thì mau lẹ quá nhanh. Con người ấy, thực là một kẻ gian hùng ở đời loạn, chưa chắc là một kẻ bầy tôi hiền tài ở đời chị. Cũng ví như loài trồn sói, không phải là vật có thể dạy dỗ. Giống yêu ma, không phải là vật có thể kiềm chế. Chỉ còn có một cách là giết đi mà thôi. Nhưng giết hắn cũng phải có mẹo. Bệ hạ hãy nên coi hắn như người tâm phúc, đãi hắn với vẻ lễ mạo, cho hắn ra vào nơi cung cấm không tỏ vẻ gì nghi kỵ này khác rồi đó thỉnh thoảng lại mời hắn vào điện bàn việc luôn thể đặt tiệc cho hắn uống rượu thật say vài lần như thế để hắn quen đi mà coi là thường bấy giờ mới dùng thuốc độc mà giết như vậy việc làm mới khỏi lộ biến loạn cũng không thể do đâu mà xảy ra được theo ý ngu của lũ thần chỉ có mẹo ấy là hay hơn cả hoàng thượng nói chuyện này ra ở miệng các ngươi, và trong tai chẫm, đừng để cho người nào biết. Lại nói kinh dịch có câu rằng, làm vua không kín chuyện thời mất bể tôi, làm bể tôi không kín chuyện thời mất thân mình. Các ngươi phải lấy đó làm răn. Bao giờ gặp cơ hội có thể làm được, chấm sẽ bảo với các ngươi. Một hôm viên nội hàn là Vũ Trinh có việc riêng vào ý kiến. Vua bèn đem việc ấy bảo kín với Trinh. Trinh giật mình, nói, người nào bày cho bệ hạ kim mưu ấy thần trộm lấy làm nguy hiểm hiện nay ở ngoài giặc còn mạnh tin tức ngoài biên ải đang báo về khẩn cấp ở trong triều đình thì mọi người còn nghi ngờ nhau bệ hạ đã dựa vào trình làm nanh vuốt thì nên đối đái bằng cách thành thực để cho y được vui lòng thần phục hễ mà biết cách giá ngự thì kẻ loạn thần có thể thành kẻ lương thần sao lại đón trước sự dối trá của người ta để đoán chừng một việc chưa chắc đã có, hình tích chưa lộ mà nghi kỵ đã sinh. Họ hàng bè đảng của chỉnh đều cầm nhiều quân và ở nơi trọng yếu, la liệt trong ngoài. Một khi xảy ra biến cố, bọn ở kinh hành sẽ làm việc có hại cho xá tắc, bọn ở các ngoại trấn sẽ chạy theo quân giặc. Ấy là mình tự cắt vây cánh của mình để giúp cho kẻ thù vậy. Vua liền đổi sắc mặt mà rằng, nếu nhà ngươi không nói, thì có lẽ chấm bị lầm rồi. Tức thì vua đòi vi quý, Xuân hợp vào của trách và bảo mau mau thôi ngay việc ấy đi. Về sau trình biết chuyện ấy, rất oán vua bạc béo và muốn hại ngầm những người bày ra mưu đó. Trình bảo với viên tướng bộ hạ là Nguyễn Như Thái rằng, ta đi khắp bốn biển, không kẻ nào dám ngó thẳng vào mặt ta. Mấy thằng học trò chưa thông hiểu việc đời ấy là cái thá gì mà dám cả gan như vậy chờ khi nào ta xuất quân đánh giặc, sẽ đem chúng để thử gươm xem có sắc không, rồi tống cổ chúng xuống âm ti cho chúng gây chuyện với Diêm Vương. Thái hỏi người nào? Trình trả lời. Chính là Ngô Vi Quý và Lê Xuân Hợp, bọn bể tôi thân cận của nhà vua đấy. Từ đó, Trình cứ ở luôn trong dinh thự riêng, không vào triều yết. Mọi việc quân, việc nước, đều sai người vào tâu vua có ý kiến nên chăng thì lại sai các đại thần như bọn Phan Lê Phiên, Trần Công Sán, Vũ Trinh đến dinh của trình để biện bạch cho rõ. Một hôm, trời rất rét, bọn Phiên ở trong chiều, cử Trinh tới nhà trình. Trinh người làng Xuân Liên, huyện Lang Tài, nổi tiếng là người có tài và nhanh nhẹn, trình cũng có ý kính mến. Vua thường dặn Trinh nếu có dịp thuận tiện thì nên biện bạch với Trình về chuyện hiểm nghi trước đó. Hôm ấy, Trinh đến nhà Trình là để phúc tư về việc quân, ngồi chờ trên linh các mãi không được vào. Một viên công sai nói với Trinh, Thượng công đang ở nhà trong uống rượu không phải là giờ tiếp khách, quan lớn hãy về đã. Trinh nói to lên rằng, việc quân khẩn cấp, không thể báo chậm. Thượng công ngồi chơi, chỉ cách hai tấm cánh cửa, mà tắc tịt không thông. Trên nhà dưới nhà mà xa nhau như hơn hai ngàn dặm. Thế là cớ làm sao? Tôi có việc công đến đây không phải là để gặp riêng. Về cũng không được. Trình nghe tiếng, vội sai người dẫn Trinh vào. Sau khi nói xong, Trinh xin lui. Trình nói, việc ấy đã có bọn tỳ tướng của quận Thái Trông Nom, sẽ phát binh phủ ngay, không phải phiền đến sứ thần nhà vua phục mệnh. Ông hãy ở đây cùng uống chén rượu đã. Rồi Trình rót một chén rượu lớn đưa cho Trinh. Trình cố từ không nhận, Trình nói: "Quan nội Hàn nghi tôi chăng?" Trình đứng dậy tạ lỗi, xin uống và nói: "Tôi là kẻ bất tài, được thu dùng đã là quá lắm. Việc gây dựng cho tôi đều là nhờ ở nhà vua và quan tể tướng, dám đâu có bụng nghi ngờ như chuyện cung treo rơi bóng đời xưa." Trình im lặng không nói gì. Tan tiệc. Trình ra bảo với viên thị sư của Trình là Nguyễn Khuê rằng gần đây lắm kẻ bịa đặt tin nhảm trăm điều không có một điều thật bọn gian đó thêu dệt ra những việc không có căn cứ để gây sự nghi hoặc cho cả trong và ngoài óc suy xét của người tầm thường có khi không khám phá nổi nhưng người cao minh như ông lớn nhà ta chắc là không để những câu nói ấy vào tai tuy vậy về phần hình tích có lẽ ngài cũng chưa khỏi lầm lẫn tôi sợ rằng vì thế mà họ lại bịa ra nhiều chuyện cọp ở chợ là việc không thể có nhưng đến ba người nói thì người nghe cũng không rõ là có hay không huống chi những kẻ bịa chuyện lại không phải chỉ có ba người mà thôi vì thế tôi muốn nói rõ sự tình ấy để dứt mối hiềm nghi từ lúc còn nhỏ bé khiến cho giữa vua và tôi tình ý thông suốt trên dưới yên ổn với nhau há chẳng hơn hay sao khuê trả lời vâng ông hãy cứ về sáng mai, nhân lúc rảnh, Khuê đem lời trinh thuật lại với Trình. Trình nói, lời người ta nói cố nhiên không thể tin cả, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin. Ta đã xem kỹ, nhà vua là người nhẫn tâm và đa nghi, việc ấy chắc có. Tuy vậy, dù có dù không, cũng chẳng làm gì được ta. Và chăng, trong lúc bốn cõi còn nhiều giặc giã, hãy gác chuyện đó lại, khoan nói đến, lại nói dương trọng tế từ khi ở làng bình vọng rút quân chạy sang kinh bắc liền cùng cháu là dương vân học trò là nguyễn mậu nễ đắp đồn lũy ở huyện gia lâm để chống giữ và lo tính việc khởi bính vừa lúc ấy chúa trịnh chạy đến làng quế ổ nay thuộc huyện quế võ hà bắc cho người đến gọi tế tế nói vừa rồi việc đi thanh hóa trong phủ có bùi nhuận là võ tướng mai thế uông là thổ quan chúa không sai hai người ấy mà lại dùng ta trước để thử quân giặc đó là chúa muốn đem ta mà cho giặc vậy bởi chúa đãi người không thật cho nên mới đến thế này bây giờ cùng chúa mưu tính việc lớn đã có một lũ võ biền ở làng quế ổ vời ta làm gì rồi tế chối là việc quân khẩn cấp không thể đến được tế tự mộ lấy vài ngàn người tráng đinh đắt lũy từ làng như kinh đến làng phú thị nay thuộc văn giang hưng yên dựng lên ba đồn chia quân đóng giữ tế cho vân làm chức bình địch tướng quân nễ làm chức tham tán quân vụ lại đưa hịch đến các quận bên cạnh kể kết tội nhà vua dựa vào chỉnh mà đuổi chúa lời hịch đại lược như sau trong hồi ngụy mạc nhà lê đã không còn nước nhờ có thái vương họ trịnh giúp cuộc trung hưng công nghiệp thấu đến trời đất phúc khánh để cho con cháu hai trăm năm nay vua Lê chỉ việc khoanh tay rủ áo, chúa trịnh coi hết mọi việc chính sự. Thần dân trong ngoài cùng tôn phò và kính mến, không ai có lòng nào khác. Tên Nguyễn Hiếu Trình vốn là một kẻ vong mạng, thoát chết, mưu đồ làm việc cản rỡ, đem giặc ngoài vào phá phách nước nhà, giết chủ cũ mà làm hại nhân dân, sướng ra câu diệt trịnh, mượn cái tiếng phò lê. Vua Triều Thống là người do quân Nam và Trịnh lập lên. Nể giặc lập mình, quên ân nghĩa tám đời chủ suý, đốt phủ đuổi chúa, tựa vào sức một lũ loạn thần. Đã không xứng đáng làm vua, lấy gì tiêu biểu cho nước. Tôi là viên đại thần của tiên triều, nghĩa không thể nín. Nay sắp dưới quân giết trình, tìm lấy người hiền trong họ vua cháu chúa mà lập lên để nối cơ nghiệp vua, chúa thủa trước. Hẹn đến ngày mồng một tháng nọ sẽ kéo quân qua sông Nhĩ Hà các vị hào kiệt bốn phương người nào đồng chí với tôi đều nên đúng hẹn họp quân hợp sức tiến đánh công khôi phục kiếp sớm hoàn thành nghĩa đồng hưu cùng ghi vĩnh viễn các thổ hào ở vùng tử sơn thuận thành thấy lời hịch chỉ trích nhà vua giọng nói ngược ngạo họ bèn nói với nhau rằng danh đã không chính thì lời nói cũng không thuận mà việc sẽ không thành chúng mình đều là bề tôi của nhà vua không nên theo y để chuốc lấy vạ. Bởi vậy, chẳng một người nào hưởng ứng với tế, mà những người đã nhóm họp với tế rồi cũng rút về dần dần, thành ra người giúp tế càng ngày càng ít đi. Và chăng bọn tế, vân sẵn có tính tàn bạo, hay cướp bóc của nhân dân, nể lại là tên ti bị dung tục, không hiểu biết gì, nên ai cũng chán ghét. Lúc bấy giờ có người dám sinh ở huyện Văn Giang, bắt được tờ hịch của tế chạy lên báo với vua. Vua xem hịch giận lắm, vội vàng cho gọi trình mà bảo rằng Trọng tế xuất thân ở hàng tiến sĩ, sao lại được khinh vua? Trước đây y đã gọi chấm là vua lông đỏ và xé tờ chỉ dụ của chấm trước mặt sứ giả. Này y lại viết ra tờ hịch, không kiêng sợ gì cả. Thằng giặc ấy mà không giết thì lấy gì để răn kẻ khác? Vậy phải cho quân đi đánh ngay. Trình lạy hai lạy, vâng mệnh lui ra rồi sai Nguyễn Như Thái và Hoàng Viết Tuyển đem quân đi đánh tế. Lúc sắp đi, Trình dặn họ rằng, Trọng Tế chiếm giữ vụng trộm mấy thôn ấp ở quê mình, chẳng khác con cáo nương nơi gò cũ. Thứ quân nhà quê của y cũng như bầy dê chăn ở ngoài đồng, cầm roi mà đuổi là chạy, có cần gì phải đánh. Các ông cứ gióng chống mở cờ, đến thẳng dưới lũy. Chắc hắn chỉ có hai cách, không hàng thì chạy, hắn hàng thì điệu ngay về, không được cướp bóc làng xóm. Hắn chạy thì không cần đuổi tới cùng, sợ sinh ra việc rắc rối khác. Ta nghe nói người vùng kinh bắc oán hắn đến tận xương, hắn chạy đến đâu chắc không có ai chứa chấp, sớm muộn thế nào họ cũng bắt hắn đến cửa quân cho hắn nộp đầu mà thôi. Thái, tuyển vâng mệnh dẫn quân qua sông. Tế nghe tin báo, liền gọi bọn Vân và nế bàn việc chống cự. Vân nói, giả sử trình tự đến đây cũng không phải là kẻ đối thủ của cháu huống chi mấy thằng thiên tỷ kia thì làm được trò chống gì cứ cho chúng nó đến để chịu chết chém đầu hai đứa ấy trước rồi kéo tràn qua sông bắt trình và dựng nước đều ở cả một chuyến này quan chú không phải lo lắng làm gì tế mừng lắm cho là phải rồi cười nói cửa chùa đã có thiên thần hộ pháp khắp ba ngàn thế giới mười lăm loài quỷ tự nhiên đều phải lùi bước nghe theo. Đức Phật Thế Tôn chỉ việc chắp tay ngồi trên tòa sen nhận lễ dân cúng mà thôi. Mậu Nễ cũng nói, tôi xin sắp sẵn châu rượu, chờ khi tới kinh mở tiệc uống cho thật say. Lần này quan thầy sẽ là Đức Phật sống của nước Nam Việt, trăm nghìn Phật la hán chắc đều phải hiện chân thân để nghe ta chỉ vẽ. Chú cháu, thầy trò tầng bốc, khoe khoang lẫn nhau, không còn để ý gì đến việc binh nữa. Chợt có tin báo quân của Thái, tuyển đã đến. Tế bèn lấy thanh gươm trao cho Vân và nói. Kinh thư nói rằng, nãi ngôn để khả tích. Phải nhớ lấy nhé. Vân lạy hai lạy, nhận gươm lui ra, rồi dẫn quân lên mặt lũy, pháp phòng dòm ngó. Thấy thế quân của Thái, tuyển rất mạnh, Vân bắt đầu tỏ vẻ lo sợ. Và chăng, quân của vân mới mộ đều là hạng người ô hợp chưa qua trận mạc bao giờ tai mắt chưa quen thuộc với chiêng chống cờ xí họ tưởng đó cũng như những đám rước thần cúng phật ở thôn quê mà thôi vân tựa vào lũy mà dàn trận thái tuyển chia quân làm hai đường cùng đánh ập lại súng và hỏa hổ cùng nổ gian một lúc xa gần rung động khói lửa ngút trời quân của vân kinh hãi tan vỡ không sao ngăn được Vân hoảng hốt, cuống quýt, không biết làm thế nào, bèn cởi bỏ áo trận, rồi chạy trốn. Trọng tế ở trong đồn lạc đạo cho người đến dò, thì Vân đã bỏ đi đâu mất, chỉ thấy hai đạo quân của Thái, tuyển đang trèo lên lũy, chém giết tứ tung. Người do thám sợ hãi chạy về báo tin, tế nghe nói, vội vàng đứng dậy, ruột gan dối bời, chưa biết tính liệu ra sao, lại thấy quân lính tan tác, mỗi người chạy mỗi ngả tế trông trước nhìn sau chẳng biết làm thế nào bèn ngửa mặt lên trời mà kêu rằng trời ơi chỉ tại trời không phù hộ nhà chúa cho nên mới đến thế này đây rồi tế dẫn vài tên tay chân vượt lũy chạy trốn chập tối tế chạy đến làng ngọc xá thuộc huyện cẩm giảng hải dương thì vân theo kịp đêm ấy chú cháu bàn với nhau vào ngủ nhờ ở nhà một người dân trong làng Vân nói với tế, Xin chú trước hết hãy vào quế ổ ra mắt chúa. Chúa vốn tin và trọng chú, thấy chú chắc là mừng. Hơn nữa, ở đó đều là những người võ biển, được chú là văn thần bảy mưu lập kế, chỉ huy mọi việc cho, thế nào chúa cũng nghe theo. Nhân cơ hội ấy, mình sẽ thu thập tàn quân để tính việc về sau. Chẳng qua chỉ trong mươi ngày, thanh thiên nổi lên là lại có thể làm nên việc. Tế nói, không được trước đây chúa cho gọi ta ta chối không đến bây giờ thua trận mà đến thì lấy cớ gì mà nói và chăng như thế thì còn mặt mũi nào mà rồi những người ở quế ổ còn coi ta ra gì trước đây ta đã cộng sự với quận nhưỡng rất là tương đắc nay nghe ông ta chiếm giữ vùng hàm giang và hiệu triệu nhân dân vùng hải an thủ hạ có tới vài vạn thuyền bè đầy sông ông ta là tay tướng giỏi ta nên đến ngay Hàm Giang, mưu tính với ông ta, rồi xin Chúa rời xa giá về đó. Bọn người ở Quế ổ không thể không theo Chúa tới họp. Nhân đó ta bảo họ nổi lên ở xứ Bắc, cháu đem một cánh quân đi cùng họ. Quận Nhưỡng thì nổi lên ở xứ Đông, ta thì phò Chúa đốc chiến. Các đạo hẹn nhau cùng cất quân trong một ngày, việc lớn chắc có thể thành. Không như trước đây, chỉ một toán quân chơ vơ, đến nỗi bị giặc uy hiếp. Vân nói, phải lắm, nhưng từ Ngọc Xá đến Hàm Giang, đường xá xa xôi, mà mình chỉ có năm sáu người lùi thủi đi đường, bộ dạng tiểu tụy, trông chẳng ra sao. Và lại, vạn nhất xảy ra biến cố gì, giữa đường tay không, lấy chi mà chống đỡ. Vậy cháu xin mộ lấy răm sáu chục tên lính, khí giới sắc bén, mở cờ gióng chống mà đi sớm lên đường chiều tới nơi quận nhưỡng thấy thế cũng không đến nỗi khinh mình tế nói ý kiến của cháu cũng đúng cháu nên gấp rút đi mộ quân lính hẹn chiều tối hôm nay phải đến đây ngay không ngờ chú cháu y bàn luận cả đêm như thế đều bị người trong nhà nghe thấy hết và biết rõ chuyện nửa đêm họ liền đi báo với viên ấp trưởng sáng dậy khi vân đã đi rồi viên ấp trưởng liền đem vài chục bộ hạ cầm khí giới và khiêng một cái cúi đến, bảo với tế rằng Mời quan lớn vào trong này, đã có quân của quân tuyển chờ ở gần đây, xin sẵn sàng hộ tống ngài về kinh yết kiến cụ bằng trung công. Tế vở thất kinh mà rằng Các ông lầm rồi, tôi là học trò sứ Hải Dương, tới như kinh kiếm nơi dạy học, thình lình gặp việc binh đao, nên lại trở về xứ Đông có việc gì mà phải ý kiến bậc quý nhân trong triều người ấp trường cười mà nói quan lớn đừng có dùng miệng lưỡi nói dối người ta trước kia ngài đã bay lượn ở vùng thăng long gầm hét ở hạt kinh bắc tự cho là người tài giỏi độc nhất trong nước nam học trò hải dương đâu có khí thế ấy bây giờ xin mau mau vào cũi để họ khiêng đi cho sớm đừng nhiều lời làm gì mệt sức vô ích rồi họ đẩy tế vào cũi Giải đến dinh quân của tuyển Những nơi cúi tế đi qua Nhân dân đều đổ xô ra Hai bên vệ đường để xem Có người gọi tế mà bảo Ông nghè sao lại đến thế Tức thay thằng kẻ cướp vô loại kia Sao lại lọt lưới Trước đó Khi bọn tuyển cầm quân ra đi Trình đã có lời dân bảo Đến lúc bắt sống được tế rồi Tuyển liền đem quân thắng trận trở về Hết thầy đúng như lời trình đã dặn các quan trong triều đến dinh chỉnh mừng việc thắng trận ai cũng tấm tắc khen ngợi và khâm phục riêng trần công sán lại nói không phải ông có tài tính liệu tình hình địch mà chỉ vì tế vô mưu giống vật thương tình đồng loại ý nói người ta thấy kẻ đồng loại gặp nạn thì cũng buồn thương đây chỉ vào ý sán mượn câu này để ngầm tỏ ý nói tế cũng là kẻ đáng thương chữ vô mưu ở đây là Trần Công Sán ám chỉ việc trọng tế viết tờ hịch chỉ trích vua Lê trước kia. Vua nghe tin đã bắt được tế, liền sai thảo bản kể tội của tế, để làm cho nghiêm trình pháp điển. Trình Tâu Xin kéo hắn ra cửa bắc mà chém đi là xong, chẳng cần phải làm bẩn bút mực, Phan Lê Phiên nói. Với tên giặc khác, cố nhiên nên như vậy. Nhưng tế là người học hành thi đỗ xuất thân trong hàng tiến sĩ mà dám làm việc phản nghịch như thế thật là kẻ tội nhân trong danh giáo sao được chết một cách im lặng như vậy bởi thế cần vâng theo chỉ ý của hoàng thượng nêu rõ tội ác của y để cho người khác thấy y mà biết dân mình thì bọn ngang ngược kia mới dẹp đi được rồi phiên cầm bút thảo lời luận tội dâng lên rằng làm tôi phản vua trời đất không còn chỗ chứa mang tên là giặc người nước cùng được giết đi. Vậy phải đục bỏ tên trong biên tiến sĩ, dâng tù trước nhà Thái học, để tỏ rõ rằng y đã bị đuổi ra ngoài hàng kẻ sĩ, khiến cho không làm như danh của nhà nho. Vua truyền được, rồi lập tức sai bọn tuyển mặc quần áo trận, bắt tế đưa đến nhà Thái học phù phục chịu tội, rồi điệu đến trường thi võ mà chém. Sau đó, vua lại thăng thưởng quân công cho bọn tuyển, Thái và theo thứ bậc mà ban cấp tiền bạc cho các tướng sĩ. Nhân việc này, triều thần lại kiến nghị tâu với vua thăng cho chỉnh lên tước công một chữ, cho phép mở ra phủ quân Vũ Thành, đúc con dấu Vũ Thành và để viện Xu mật thống thuộc vào đấy. Chỉnh nhân dịp, liền tâu xin cho con trai là hữu Du làm chức doanh tướng, coi lĩnh toán quân ấy. Vua ưng cho. Từ đó, những việc thuộc về quân sự chỉnh đều để cho Du điều khiển lấy. Trình lại xây dựng một tòa phủ ở phía đông chỗ ở của mình. Nhà cửa rất mực lộng lẫy để cho Du ở. Theo như lệ thế tử ra ở phủ riêng của chúa Trịnh ngày xưa. Bộ hạ của Trình nhân đó cậy thế làm nhiều điều phi pháp. Bất cứ là nham môn nào hay việc gì, hễ đã thấy những giấy tờ đưa đến, có đóng dấu quân Vũ Thành, là không ai dám trái lệnh. Vì thế, triều đình không còn kỳ cương gì cả mà lòng người cũng sinh ra chia lìa. Người hiểu biết đều cho là thế nào cũng có loạn. Có người cao bệnh bỏ quan, tìm trốn nhàn tĩnh ở nơi xó rừng, góc biển để tránh tai vạ. Chỉnh cũng biết dư luận không ưa gì mình, muốn mượn con đường khoa mục, thu nhặt nhân tài, để mua chuộc lòng người làm trước yên lành về sau. Chỉnh bèn bản với Lê Phiên Tâu xin theo phép kén học trò theo mười khoa của tư mã quang nhà Tống các quan văn từ tam phẩm trở lên đều phải tiến cử những người mình biết, rồi cho phép họ vào trong sân điện, đối đáp những câu văn sách của nhà vua hỏi. Khi ấy, các danh sĩ trong nước ai cũng trao dồi chữ nghĩa và đức hạnh để chờ đợi ơn trên. Cả những người làm quan rồi cũng đều hăng hái ứng cử. Bấy giờ là tháng riêng mùa xuân, năm đầu niên hiệu chiêu thống.